Thưa quý vị, chúng ta sẽ điểm nhanh qua các bộ phim vừa mới ra mắt tại các rạp. Và trong tuần này thì chúng ta có đến 6 sự lựa chọn. Và trong số đó có 2 bộ phim là của Việt Nam. Bộ phim đầu tiên là Em là của em của đạo diễn Lê Thiện Viễn, với sự tham gia của Ngô Kiến Huy, Maya, Khả Như, Hứa Phỉ Văn, Hoàng Phi, Đại Nghĩa, Lê Giang, thuộc thể loại tình cảm hài hước, và biên kịch Huỳnh Đắc Thọ sẽ đề cập chi tiết về bộ phim này. Riêng với tác phẩm này thì khi mà xem những cái hình ảnh như là poster hay là trailer thì em lại có một cái cảm giác là không tin tưởng lắm. Thứ nhất là vì cái motif mà một người con trai vì muốn chinh phục người con gái mình yêu mà phải giả gái thì thứ nhất là nó không mới. Bởi vì thực chất thì bộ phim này, nhà sản xuất, đạo diễn và biên kịch cũng đã nói là mình lấy cảm hứng từ một bộ phim tình cảm rất nổi tiếng của Hàn Quốc cách đây rất nhiều năm, đó là phim Yêu Bằng Cả Trái Tim. Cho nên là nó mới có một cái motif như vậy. Và bản thân em thì cũng không thích một cái nhân vật phải giả gái. Bởi vì tính riêng trong điện ảnh Việt Nam nha, thì cái việc mà nhân vật nam giả gái nào giờ của mình gần như là không có nhân vật nào ấn tượng. Và đặc biệt là Ngô Kiến Huy với một cái bộ phim ngày xưa là Nàng Men Chàng Bóng thì đã có một cái vai giả gái có thể nói là nên chôn vùi đi để bảo vệ sự nghiệp của mình. Và bây giờ lại tiếp tục đóng một vai giả gái, cho nên em nghĩ là với những người đã từng theo dõi Ngô Kiến Huy hay là phim Việt Nam lâu như em thì đều sẽ không an tâm cho lắm. Nhưng mà cuối cùng thì em nghĩ cái điều mà khiến cho mọi người bất ngờ nhất chính là Ngô Kiến Huy. Bởi vì Ngô Kiến Huy đã rất là kiên trì nè, qua cái vai diễn mà Hoàng và Hoàng Anh lần này thì Ngô Kiến Huy đã chứng minh được cho mọi người là anh rất kiên trì, rất nỗ lực từ việc giảm cân nè, việc cố gắng có được một cái vai giả gái, vừa để phục thù cho quá khứ ngày xưa mà vừa để tốt cho bộ phim. Và cái nhân vật này thật sự là đáng khen. Dù tất nhiên là trong suốt quá trình thì khi mà nhân vật Jessica Hoàng Anh này xuất hiện thì có một số đoạn mình vẫn nhìn ra được cái chất là cảm giác lợn cợn, tức là cái nhân vật này nó vẫn chưa có gái lắm, nhưng nó không mang lại cái cảm giác khó chịu là người này đang gồng lên để giả gái, mà nó vẫn có rất nhiều đoạn toát lên là cái phong thái của một gái thật sự. Em nghĩ cái điểm trừ mà duy nhất chỉ là cái giọng nói thôi. Dù là Huy đã cố gắng có một cái giọng nói mượt mà mềm mại, nhưng mà nó vẫn còn cái xíu đàn ông đâu đó. Nhưng em nghĩ đó cũng là một phần của cái nhân vật này, ngay cả bản gốc cũng vậy. Tức là khi mà đối diện với người khác thì người ta vẫn cảm thấy đâu đó cái nhân vật này, cái cô gái này sao nó lại hơi men. Nhưng người ta sẽ không đoán ra được đây là nhân vật hoàng giả gái. Thì em nghĩ đây là một cái thành công của riêng Ngô Kiến Huy và với bộ phim này. Còn lại thì phim này cũng là một phim khá là tốt, một trong hai phim mở màn đầu năm sau Võ Sinh Đại Chiến có chất lượng em nghĩ là rất là ổn. Thứ nhất là ở những cái mảng miếng hài, tuy là nó không bùng nổ, nó không liên tục, nhưng mà những miếng hài rất là duyên và rất là dễ chịu, không gây cảm giác là lố lăng hay là làm trò. Cái cặp đôi của Khả Như và Hoàng Phi thật sự là rất chemistry, rất là có được cái không khí rất là tốt luôn. Và Khả Như là quá duyên, nó tạo cho một miếng hài hước cái tiếng cười trong bộ phim, nó khiến cho bộ phim mình được cộng điểm rất nhiều. Em nghĩ đây là một cái thái độ rất là quan trọng khi mà người ta xem bộ phim này. Còn lại visual của diễn viên, ví dụ như là Ngô Kiến Huy ở visual của Hoàng hay Hoàng Anh và Maya, Khả Như nữa, đều là những người mà có tạo hình đẹp nè, nhan sắc của họ cũng đẹp, làm cho bộ phim được sáng lên nhờ thiết kế bối cảnh đẹp, quay phim cũng đẹp, cho nên đây là một bộ phim cũng mãn nhãn. Và Hứa Mỹ Văn, em hơi tiếc cho anh Văn bởi vì cái nhân vật này nó lại không có nhiều đặc biệt so với những nhân vật trước của ảnh. Tức là nó lại là một nhân vật soái ca, tuy cũng có bất ngờ nhưng mà theo em thì nó cũng khá là nhẹ, nhân vật cũng chưa có gì nổi bật lắm. Tuy nhiên anh Văn thì đóng tốt rồi, nó vẫn đóng ra. Em chỉ là thấy là cái hình ảnh của anh Văn gắn liền với nhân vật này thì nó quá quen thuộc rồi đó. Cái em thích nhất trong phim này thì em nghĩ có lẽ là phần xử lý những câu thoại, những cái tình huống nhỏ nhỏ. Tuy nó không có nhiều cái điểm mới nhưng nó mang lại cái cảm giác chắc tay của biên kịch và một cái sự rất là dễ chịu trong việc xem phim. Nó làm cho bộ phim có cái cảm giác không có bị chênh lệch quá nhiều. Tức là cũng sẽ có một số đoạn nó hơi bị không đồng đều, tức là một số đoạn mình xem khán giả chắc chắn sẽ rất là thấy thích nè, rất là hài, một số đoạn thấy nó cũng không tốt lắm nhưng mà nó không quá chênh lệch. Tổng thể bộ phim vẫn là một phim rất là ổn, giải trí rất là tốt. Thì nghĩ đây là một phim mà khán giả nên ra rạp xem. Em chấm bộ phim 7/10.
Vì một số yếu tố nhạy cảm nên bộ phim Em Là Của Em hạn chế các khán giả dưới 16 tuổi. Và bộ phim thứ hai của Việt Nam là bộ phim Cậu Vàng của đạo diễn Trần Vũ Thủy, với sự tham gia của các diễn viên như là Viết Liên, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, Băng Di, Will, cựu thành viên của nhóm 365, diễn viên Thanh Bình v.v. Đây là một bộ phim thuộc thể loại tâm lý. Nếu như quý vị có theo dõi những thông tin liên quan đến bộ phim Cậu Vàng từ những ngày đầu công bố dự án thì quý vị cũng biết là Cậu Vàng là bộ phim lấy cảm hứng từ tác phẩm Lão Hạt của cố nhà văn Nam Cao. Dĩ nhiên là quý vị nào đã đọc tác phẩm này thì chúng ta cũng biết là tác phẩm Lão Hạt cũng chỉ là một truyện ngắn, và để biến thành một bộ phim điện ảnh thì đạo diễn cũng như là biên kịch cũng phải thêm thắt và thay đổi khá nhiều. Với Cậu Vàng thì cốt truyện của bộ phim không giống nhiều với tác phẩm Lão Hạt của cố nhà văn Nam Cao, kể cả phần kết thúc phim cũng thay đổi so với phần kết của tác phẩm. Thay vào đó thì đạo diễn cùng với ekip đã cài cắm đan xen với nhiều câu chuyện xảy ra trong cùng thời điểm của tác phẩm Lão Hạt, có lồng ghép một số nhân vật từ các tác phẩm khác của nhà văn Nam Cao vào trong đó. Và khi chưa xem bộ phim này thì Kim Thanh nghĩ rằng Cậu Vàng là nhân vật chính của bộ phim, tức là toàn bộ phim thì xoay quanh câu chuyện cũng như là hành trình của Cậu Vàng, tức là chú chó của nhà Lão Hạt. Tuy nhiên khi mà xem phim thì mình thấy là hành trình xoay quanh Cậu Vàng chỉ là một phần thôi, mà chủ yếu ở trong đó bộ phim miêu tả về chế độ thời phong kiến ra sao, về sự áp bức bóc lột của những người địa chủ đối với những người nông dân nghèo, rồi kể cả thân phận của những người phụ nữ. Với điện ảnh quốc tế, đặc biệt là Hollywood, thì những bộ phim mà do thú vật đóng vai chính thì cũng không còn hiếm nữa. Nhưng mà ở Việt Nam, với một bộ phim thiên về đề tài này thì có lẽ đây là lần đầu. Và chúng ta cũng đều biết là để quay một bộ phim ghi lại phần diễn xuất của các chú chó đúng theo ý đồ mà đạo diễn mong muốn thì đó không phải là một câu chuyện dễ dàng chút nào. Vì vậy, Kim Thanh cũng hiểu được là vì sao bộ phim này không chỉ tập trung vào nhân vật Cậu Vàng mà còn là những câu chuyện xung quanh đó nữa. Và mặc dù hiểu như vậy, nhưng mà mình cũng phải thừa nhận rằng chính vì không tập trung vào một tuyến chính mà cũng tản mát vào các tuyến khác, cho nên cuối cùng thì bộ phim cho người xem cái cảm giác là nó không tập trung, nó hơi bị thiếu ở một chỗ nào đó. Đó là về tuyến truyện. Còn về phần diễn xuất thì phải nói là dành lời khen cho ekip rất nhiều, bởi vì các chú chó, đặc biệt là Cậu Vàng ở trong phim, diễn xuất rất là tốt. Có nhiều đoạn Kim Thanh xem thì cũng không biết là ekip đã làm như thế nào để các chú chó có thể diễn được những cái cảnh rất là hay và rất là chân thực đến như vậy. Nhưng mà cũng liên quan đến các chú chó thì nếu mà quý vị có theo dõi từ đầu thì cũng biết là khi dự án của bộ phim này được tung ra thì cũng có những dư luận trái chiều là vì sao Cậu Vàng là một chú chó của Việt Nam mà lại để một chú chó không phải là giống chó ta. Cũng có thể có nhiều câu chuyện hậu trường, đặc biệt liên quan đến việc huấn luyện hay là việc diễn xuất, mà ekip không thể tìm được một chú chó ta như là mọi người mong muốn. Mà ekip sẽ lựa chọn chú chó nào có phần diễn xuất mà đúng với kỳ vọng của mọi người thì chúng ta có thể hiểu được cái khó khăn của đoàn làm phim. Nhưng mà rõ ràng khi mà chúng ta xem phim mà chúng ta thấy Cậu Vàng không hoàn toàn là chú chó Việt Nam mà lại mũm mĩm nữa thì cái cảm giác của Kim Thanh cũng cảm thấy hơi lạ lẫm một chút xíu. Đặc biệt khi mà chúng ta biết là bối cảnh xảy ra tác phẩm Lão Hạt của cố nhà văn Nam Cao cũng như là một số tác phẩm khác của nhà văn này thì cũng đều xoay quanh vào thập niên 40 của thế kỷ trước, đặc biệt là vào khoảng năm 1945. Khi đó thì đã xảy ra nạn đói và đã khiến 2 triệu người dân Việt Nam phải chết đói. Rõ ràng với thân phận của những người cùng khổ, khi mà ngay cả cơm thì họ cũng không có để ăn nữa, thì việc một chú chó mũm mĩm xuất hiện trong phim rất là béo tốt như vậy thì có lẽ là mình cũng nhìn không quen lắm. Và những chú chó khác ở trong phim thì hầu hết cũng đều là giống chó của nước ngoài,
những chú chó đó cũng rất là béo tốt, rất là khỏe mạnh. Và nếu mà chúng ta tinh ý một chút xíu, có theo dõi một chút xíu, thì chúng ta có thể thấy là những chú chó đó hầu như là các chú chó được nuôi dưỡng và huấn luyện rất là chuyên nghiệp rồi. Có nhiều người còn nói đùa với Kim Thanh là những chú chó đó có vẻ giống như là tập luyện rất nhiều, cho nên là nhìn sơ qua thì mình cũng thấy là các chú chó cũng có cơ bắp. Chính vì thế với những người như là Kim Thanh, khi mà hơi khó tính một chút xíu á, khi thấy những cái cảnh đó thì mình hơi lăng tăng và mình có cảm giác hơi lợn cợn. Và vì vậy là mình không có tập trung vào bộ phim nhiều để thưởng thức bộ phim nhiều một cách vô tư được. Chứ mà tính ra thì bộ phim này thực hiện cũng rất là chỉnh chu. Mọi điều mà đạo diễn và ekip thực hiện cho bộ phim này thì Kim Thanh đánh giá đều rất là tốt. Chỉ có điều là cái cách làm bộ phim này thì làm cho Kim Thanh liên tưởng đến những bộ phim điện ảnh Việt Nam cách đây khoảng 20-30 năm trước. Chứ còn như điện ảnh bây giờ thì về cái cách làm phim, từng khung hình, từng cách set up, nó sẽ không có tạo cái cảm giác như vậy. Nhưng mà dù cho cách làm nó có hơi cũ một chút xíu, nhưng mà khi xem thì cũng không hề khó chịu. Nhìn chung lại thì bộ phim Cậu Vàng có những cái ưu và những cái khuyết như là Kim Thanh vừa đề cập. Nhưng mà tổng hợp lại thì đây vẫn là một bộ phim khá là đáng xem, đặc biệt là với quý vị thính giả nào mà chúng ta thiên về điện ảnh miền Bắc một chút xíu. Bởi vì bối cảnh bộ phim này thì diễn ra ở phía Bắc và hầu hết các diễn viên đều nói tiếng Bắc, không khí cũng như là cách kể chuyện phim cũng theo kiểu của miền Bắc xưa. Và đặc biệt trong bộ phim này, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu cũng như là diễn viên Will, cựu thành viên của 365, diễn khá là tốt. Phim này thì hạn chế các khán giả dưới 16 tuổi. Bộ phim tiếp theo thuộc thể loại hồi hộp kinh dị có tên là Song Sinh. Bộ phim Song Sinh này xoay quanh Elena, một bé gái vì gặp tai nạn nghiêm trọng nên phải ngồi xe lăn suốt đời. Hơn thế nữa, chị ruột của cô bé cũng qua đời trong chính tai nạn đó. Nhìn thấy con gái trầm cảm nặng như vậy thì bố của Elena quyết định nhận nuôi một chú chó hỗ trợ người khuyết tật có tên là Athos, mong rằng con gái sẽ khuây khỏa hơn khi có bạn mới. Tuy nhiên, một ngày nọ, khi Elena đang ở nhà một mình cùng với Athos thì chú chó bỗng phát bệnh dại và trở nên khát máu, quyết tâm truy đuổi và tấn công Elena đến cùng. Kết quả như thế nào thì có lẽ chúng ta ra rạp xem và tìm hiểu riêng cho mình quý vị nhé. Phim này thì hạn chế các khán giả dưới 16 tuổi. Bộ phim tiếp tục nữa, đó là bộ phim Phòng Chat Quỷ Ám, cũng thuộc thể loại kinh dị. Thì bối cảnh của bộ phim này diễn ra trong mùa dịch cách ly, thì ở nhà rất là buồn tẻ, có một hội bạn thân bèn bày trò mời thầy đồng cùng gọi hồn qua ứng dụng Zoom và họ đã nhận được một cái kết rất là đáng sợ. Phim này hạn chế các khán giả dưới 18 tuổi. Và tiếp tục, vẫn là một bộ phim kinh dị, đó là bộ phim Nhà Kho Quỷ Ám. Và phóng viên Trần Xuân Phúc sẽ đề cập chi tiết hơn về bộ phim này. Đây là một bộ phim kinh dị mà thường ở bên Mỹ những dạng phim như vậy là làm xong là người ta ra thẳng đĩa DVD luôn. Có thể là trong mùa dịch thì bộ phim này đã được may mắn phát hành tại một số rạp, trong đó có Việt Nam. Về tất cả các mặt trong phim, như là về làm phim, quay phim, về hình ảnh, đều không có một sự đầu tư quá thuộc chuẩn Hollywood đâu. Nó giống như một bộ phim quay với những cái góc quay rất là nghèo nàn. Mình thấy là phim này có một cái ý tưởng rất là ok, nhưng mà biên kịch của phim này khá là yếu tay, nên thành ra là nó trở nên ngây ngô và không có gì thú vị hết. Đồng thời là những nhân vật trong phim này được phát triển một cách hời hợt, tâm lý nhân vật thì thay đổi, muốn thay đổi lúc nào thì thay đổi luôn, với cả những cái hành động rất là kỳ quặc. Nên thành ra là xem cái phim này thì giống như là xem cho vui thôi. Vui thì vui thiệt, tại vì là coi phim kinh dị mà chính vì sự ngây ngô á, trong cách thể hiện lẫn nhân vật, nên thành ra là xem cứ như phim hài. Và trên thang điểm 10 thì Phúc cho bộ phim này 4 điểm trên 10, và phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi. Và một bộ phim nữa cũng ra mắt trong tuần này, xin dành cho những quý vị thính giả nào mà chúng ta thích manga và đã đọc qua tác phẩm Sumiko Gurashi, thì tác phẩm này đã chuyển thể thành anime với tựa đề là Sumiko Gurashi Hội Mê Xó Xỉnh. Thì lần này Hội Mê Xó Xỉnh Sumiko được dựng thành phim và giúp cho người xem du hành vào thế giới thần tiên trong những trang sách thần kỳ hơn.
khán giả sẽ gặp Hiyoko đang đi lạc và phải quyết định giúp đỡ người bạn mới này một cách rất là đặc biệt. Thì nếu mà những ai yêu thích manga, anime, đặc biệt là yêu thích tác phẩm này thì chúng ta đừng nên bỏ qua nhé. Thì phim này không hạn chế đối tượng khán giả. Hy vọng là quý vị có thể lựa chọn được cho mình một bộ phim phù hợp. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi.